Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức. Thì trong cái video ngày hôm nay đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái nội dung rất là hay. Đó là làm thế nào để có thể tạo ra một cái phụ đề cho video trên YouTube một cách tự động. Thì cái cách tự động ở đây á là chúng ta không sử dụng cái công cụ nào, tức là không dùng các cái phần mềm ha, mà chúng ta sẽ dùng trực tiếp trên YouTube luôn. Thì có một cái tin rất là vui là hiện nay YouTube á, nó đã hỗ trợ chúng ta tạo ra một cái phụ đề video tự động luôn. Nếu mà chúng ta làm theo cách này á, thì có khả năng sẽ tiếp cận được với rất nhiều khán giả trên toàn cầu. Thì nếu mà các bạn nhớ á, thì hôm trước mình có hướng dẫn một cái video là sử dụng một cái phần mềm là AutoShop. Có một số bạn phản hồi với mình là các bạn làm chưa có được tốt, tức là nó bị lỗi, nó bị này kia. Thế thì nếu mà chúng ta sử dụng công cụ hỗ trợ trực tiếp của YouTube thì chúng ta sẽ không có bị những cái lỗi mà cái phần mềm đó gây ra. Bây giờ mình sẽ kích vào cái biểu tượng kênh nè, mình sẽ kích vào cái hình bánh răng, kế bên có cái chữ là YouTube Studio. Sau khi chúng ta vào phần quản lý kênh á, thì các bạn kích vô cái mục video, thì ở đây các bạn sẽ thấy những cái video mà mình đã xuất bản trên kênh nè. Bây giờ mình sẽ chọn một cái video ngẫu nhiên đi. Ví dụ mình lấy cái video là hướng dẫn up video chất lượng gốc lên YouTube nè. Bây giờ mình sẽ vào cái phần chi tiết của video ha. Thì các bạn thấy ở đây á là tiếng Việt hết ha. Bây giờ mình sẽ qua cái phần phụ đề nè. Thì cái video này á, mình có để một cái phụ đề là ngôn ngữ tiếng Việt. Tuy nhiên nếu mà chúng ta xem trên YouTube á, thì nó chưa có phụ đề ha. Cái này mình tạo mặc định thôi. Bây giờ mình sẽ thử nè. Bây giờ mình sẽ mở cái video lên. Làm thế nào? Thì các bạn thấy ở đây nó không hề có cái biểu tượng là phụ đề nha. Tức là cái video này á, nó chưa có phụ đề. Bây giờ mình làm thế nào để cho cái video này á, nó có phụ đề tự động? Thì ở đây các bạn cũng lưu ý ha, nếu như mà trên cái phần video của bạn á, mà nó chưa có phần ngôn ngữ này á, thì các bạn cứ việc kích vào cái nút là thêm ngôn ngữ ha, sau đó chúng ta chọn cái ngôn ngữ tiếng Việt thì nó sẽ ra như thế này thôi. Rồi sau đó thì các bạn sẽ kích vào cái nút thêm chỗ này. Thì lúc này các bạn quan sát nha, ở đây có hai cách làm phụ đề. Một á, nếu mà chúng ta đã tạo ra cái file phụ đề mà chúng ta có sẵn trên máy á, thì các bạn sẽ kích vô cái nút là tải tiệp lên, thì chúng ta sẽ up lên trên YouTube. Còn nếu như mà chúng ta chưa có ha, thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một phụ đề mới ha. Các bạn thấy chỗ này nè, bây giờ mình sẽ kích vào ha. Lúc này á, các bạn sẽ nhìn ở đây cho mình, các bạn thấy có phải là tự động nó đã cho phụ đề cho mình luôn không? Thì phụ đề này là tạo hoàn toàn là tự động nha. Các bạn thấy nè, nội dung này được tạo tự động ha. Dĩ nhiên nó sẽ có một vài cái nó sai. Sai ở đây có thể là cái phát âm đó, nó không chuẩn. Ví dụ như mình là mình nói có một số từ nó sẽ không có chuẩn thì có thể nó bị sai ha. Còn nếu mà các bạn nói nó hay, nó chuẩn thì cái phụ đề này á, nó sẽ tạo tốt hơn. Dĩ nhiên ở đây chúng ta cũng có thể sửa chữa trực tiếp ở đây. Các bạn có thể kích vào ha, các bạn đọc. Các bạn thấy nó không có thuận miệng á, thì các bạn sửa lại cho nó hợp. Rất là ok. Nhưng quan trọng là ở đây nó đã tạo hết các cái mốc thời gian cho mình ha, cho nên là chúng ta sẽ làm phụ đề rất là nhanh. Các bạn chỉ việc chỉnh sửa lại sao cho nó phù hợp. Rồi, thế thì giả sử như bây giờ mình thấy nó đã ok rồi, thì mình sẽ bấm vào cái nút xuất bản nè. Thì sau khi mà các bạn bấm xuất bản á, thì lúc này cái video của chúng ta nó đã có được một cái phụ đề nè, là phụ đề tiếng Việt ha. Bây giờ mình sẽ tắt âm thanh đây nha. Bây giờ mình sẽ load trang lại nè. Thì bây giờ các bạn thấy nó đã có thêm một cái nút phụ đề ở đây nè, các bạn thấy không? Rất là ok. Đó, thì khi mà người ta xem, người ta sẽ thấy được cái phụ đề này. Và nếu giả sử như một cái người nước ngoài nào đó mà người ta xem cái video này, thì họ hoàn toàn có thể chuyển sang cái ngôn ngữ mà họ cần. Ví dụ họ kích vào cái phần này ha, sau đó họ bấm vào cái phần là dịch tự động nè. Ví dụ như mình muốn chuyển sang tiếng Anh, thì bây giờ các bạn xem nè,
một cái người nào đó khi mà xem trên kênh kiến thức họ sẽ thấy được cái phụ đề bằng tiếng Anh. Thì cái này là một tính năng mà YouTube nó hỗ trợ cho người xem ha. Nhưng chúng ta cũng có thể tự chủ động chúng ta tạo ra nhiều phụ đề luôn, chứ không phải là chỉ có mỗi phụ đề tiếng Việt thôi. Thì bây giờ các bạn quan sát nha, mình sẽ chuyển cái phụ đề tiếng Việt này sang phụ đề tiếng Anh, sau đó mình up trực tiếp đây luôn. Bây giờ các bạn quan sát ha, trong cái phần phụ đề hiện tại nó chỉ có duy nhất tiếng Việt thôi, đúng không? Bây giờ mình sẽ vào một cái trang web giúp các bạn có thể dịch phụ đề có sẵn sang một ngôn ngữ bất kỳ. Bây giờ mình sẽ vào một cái trang là daosap.com ha. Thì đây là một cái trang giúp chúng ta có thể download phụ đề của một cái video trên YouTube. Bây giờ mình sẽ lấy cái video này ha. Cái phần thời gian phía sau thì mình bỏ nha. Bây giờ mình sẽ dán cái link video ha vào trong cái phần này. Thì lúc này chúng ta có thể bấm vào cái nút download này. Thì mặc định á, nó sẽ cho chúng ta download cái file phụ đề là Vietnamese, tức là tiếng Việt. Các bạn thích thì các bạn có thể download cái này xuống ha. Các bạn có thể dùng các cái chương trình chỉnh sửa phụ đề để các bạn có thể chỉnh sửa sao cho nó hay hơn chẳng hạn. Tuy nhiên các bạn có thể lăn chuột xuống phía dưới. Ở đây nó có một cái chức năng rất là hay là tự động dịch ha. Và cái ngôn ngữ cái phía bên tay phải của mình nè. Ví dụ như bây giờ mình muốn dịch phụ đề sang tiếng Nhật chẳng hạn, thì các bạn sẽ tìm tới nước Nhật nha. Ở đây các bạn thấy nè, có cái phần nước Nhật nè ha. Bây giờ mình sẽ có thể download cái đuôi dạng là SRT hoặc là cái đuôi là TXT, tùy theo các bạn thôi. Nhưng mà thông thường thì người ta sẽ dùng cái đuôi này. Mình bấm vào đây ha. Rồi, mình sẽ save xuống desktop luôn. Các bạn có thể mở lên xem thử nè. Các bạn thấy không? Mốc thời gian, chữ nó đổi sang tiếng Nhật. Thế thì giả sử như bây giờ cái video của mình nè, mình muốn thêm một cái phụ đề mới bằng tiếng Nhật ha, thì các bạn sẽ kích vào cái nút là thêm phụ đề. Ở đây nó sẽ hỏi chúng ta là muốn phụ đề gì, thì các bạn có thể gõ cái ngôn ngữ mà các bạn muốn vào. Thì ở đây giả sử như mình muốn tiếng Nhật ha, thì mình sẽ gõ chữ Nhật nha. Sau đó chúng ta sẽ chọn tiếng Nhật ở đây. Rồi. Bây giờ thì các bạn thấy nè, nó sẽ vào cái phần là quản lý phụ đề tiếng Nhật ha. Chúng ta sẽ không có dùng cái chức năng là tạo phụ đề mới nữa, mà bây giờ chúng ta sẽ dùng chức năng là tải lên tiệp. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái file mà mình mới vừa download ha. Các bạn kích vô cái nút chọn tiệp. Mình sẽ tìm tới cái file mà mình mới vừa làm. Thì cái file phụ đề mà chúng ta mới vừa download xuống này ha. Các bạn chọn vào. Sau đó các bạn kích vô cái nút Open. Sau đó các bạn kích vào cái nút tải lên. Thì lúc này các bạn thấy là phụ đề tiếng Nhật đã được bổ sung vào đây rồi ha. Rồi. Thế thì nếu mà chúng ta thấy nó ok rồi, thì các bạn có thể kích vào cái nút xuất bản ở đây. Thì sau khi xuất bản thì cái video này á của chúng ta nó sẽ có hai cái phụ đề. Một cái phụ đề là tiếng Nhật, một cái phụ đề là tiếng Việt. Sau khi thêm phụ đề xong á, thì bây giờ mình lại qua cái trang xem YouTube của mình nè. Bây giờ mình lại load trang lại nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo ra phía sau một chút. Mặc định là phụ đề tiếng Việt đúng không? Bây giờ các bạn sẽ kích vào cái phần này. Phụ đề bây giờ nó đã là có hai phụ đề nè. Chúng ta lại kích vô đây. Giả sử chúng ta muốn xem phụ đề tiếng Nhật thì các bạn lại kích vô đây. Thì bây giờ người Nhật người ta có thể xem phụ đề này thoải mái. Thế thì rõ ràng là chúng ta đã kéo được một cái nhóm khán giả là người Nhật vào trong cái video này. Tuy nhiên ở đây nó còn một cái hạn chế nữa là cái tiêu đề của video này nó vẫn là tiếng Việt. Và cái phụ đề ở đây nó vẫn là tiếng Việt. Cho nên lúc mà người Nhật người ta tìm kiếm trên công cụ thì họ sẽ tìm bằng tiếng Việt thì nó mới ra ha. Mà dĩ nhiên là họ sẽ không tìm được, do họ sẽ không có rành cái ngôn ngữ tiếng Việt. Thế thì nếu như chúng ta chuyển cái tiêu đề và cái mô tả đó thành tiếng Nhật luôn thì nó sẽ rất là hữu ích đối với cái việc tìm kiếm trên công cụ Google hoặc là YouTube ha.
Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần này luôn để cho nó hoàn thiện cái video của mình. Bây giờ sau khi mà chúng ta đã làm xong cái phần phụ đề đó, thì bây giờ các bạn sẽ quay trở lại cái phần YouTube Studio. Thì bây giờ mình sẽ dịch cái tiêu đề và cái mô tả của video này sang tiếng Nhật luôn. Thì bây giờ các bạn nhìn vào cái phần này ha, nó sẽ có thêm một cái nút ở chỗ này là nút thêm. Dưới cái phần là tiêu đề và mô tả nè, chúng ta sẽ kích vào đây. Bây giờ các bạn sẽ copy cái phần này. Copy ha. Sau đó chúng ta sẽ vào cái công cụ dịch của Google. Bây giờ chúng ta sẽ dán cái tiêu đề ra đây ha. Ở đây nó sẽ phát hiện cái ngôn ngữ. Còn bên đây là cái ngôn ngữ mà chúng ta sẽ dịch sang ha. Thì bây giờ mình sẽ chọn ở bên đây là tiếng Nhật. Mình sẽ chọn tiếng Nhật cho này. Thì sau khi dịch xong thì các bạn có thể copy cái phần này nha. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại bên đây. Các bạn sẽ dán vào cái phần tiêu đề. Tiếp theo thì chúng ta sẽ copy cái mô tả. Sau đó mình cũng sang bên đây. Mình xóa bỏ cái này nha. Các bạn sẽ nhấn Ctrl V, các bạn dán ra. Thì lúc này nó cũng sẽ dịch ra tiếng Nhật. Chúng ta sẽ copy toàn bộ cái này. Sau đó chúng ta quay trở lại đây. Chúng ta dán vô mô tả. Sau đó các bạn bấm vào cái nút xuất bản ha. Thì lúc này chúng ta đã có thêm một cái tiêu đề và một cái mô tả bằng tiếng Nhật. Thế thì nếu là một cái người Nhật mà người ta xem cái video này á, thì họ sẽ thấy được cái tiêu đề là tiếng Nhật luôn, mô tả là tiếng Nhật luôn, và có cái phụ đề là tiếng Nhật luôn ha. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng cách này để có thể dịch ra rất nhiều ngôn ngữ. Thì từ đó đó, cái video chúng ta nó sẽ tiếp cận được với rất nhiều người xem trên toàn cầu. Dĩ nhiên là nếu các bạn kiếm tiền trên YouTube thì đây là một cách để các bạn có thể tăng doanh thu rất là cao. Bởi vì cái phần tiền quảng cáo của những cái nước phát triển á, thì họ chi ra rất là nhiều so với Việt Nam. Cho nên nếu chúng ta làm cách này đó thì chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với việc chúng ta chỉ dùng có mỗi ngôn ngữ tiếng Việt ha. Thì sau khi làm xong thì các bạn có thể quay trở lại. Thì cái video này á, các bạn thấy dưới sự hỗ trợ của YouTube thì chúng ta đã có thể tạo ra phụ đề video một cách rất là nhanh chóng mà không cần phải dùng thêm bất cứ cái phần mềm nào. Ngoài ra thì cũng sử dụng công cụ của Google, chúng ta có thể chỉnh sửa cái tiêu đề và cái mô tả video chúng ta sang một cái ngôn ngữ bất kỳ. Thì cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và kích vào biểu tượng hình cái chuông ha, để có thể theo dõi những cái video mới nhất trên kênh. Cảm ơn các bạn.